cái đường ống, ở trong đường ống á. Đường ống chạy là một gen này, chứ không có được như là ví dụ chỉ còn 12 đúng không? Nhưng mà nó chạy trước với tầng 15. Nó có cái gì nó chặn ở cái tầng này, cái chữ ý á. Đấy, nó bắt đầu cái chữ là nó xả nước không được. Tại vì sao? Đường ống cầu không được dính nhiệt với nó. Một chân cái này mà còn chân người ta nhà đóng cái trang được của chữ là. Đúng rồi nha. Đây, nó có một cái đây cùng lên là cái chữ y nó đi lên này. Đó là trên trên cái phòng. Còn nhà chị là đi vào đây. Đó là chị là ngay lên cái lối quy này. Nhà nào cũng đâu hết. Chỉ có tầng 15 là người ta không ít khi được nhà đâu. Em làm đây nhiều hơn cửa tầng 15 rất nhiều lắm. Chỉ có tầng 10 từ lối trở xuống là nhà rất nhiều. Này chụp cái y giống nhau mà chị. Thank you.